Dạ, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo ngày hôm nay. Và trước màn hình của cô chú anh chị bạn đây là những hình ảnh của con đường 23 tháng 10. Và trong video ngày hôm nay em sẽ gửi đến cô chú anh chị bạn một số hình ảnh của đường 23 tháng 10 cũng như là một cái quán cà phê của xã Diên An, Diên Khánh. Dạ, đoạn này là đường 23 tháng 10 của thuộc địa phận của xã Diên An đó vậy. Cái hướng này quý vị đi lên nữa thì sẽ lên ngã Ba Thành, cây dầu đôi, lên khu vực trung tâm của Diên Khánh. Dạ. Và cái hướng này đi ngược lại là hướng đi xuống thành phố Nha Trang, Nha Trang quý vị. Ở ngay chỗ này là cái chân ngay cầu, vị trí của cầu ông Bộ, ngay cổng chào. Cổng chào đi vào trung tâm của thành phố Nha Trang. Qua khỏi cầu ông Bộ là thuộc địa phận của xã Diên An, còn qua mé bên kia của cầu ông Bộ là thuộc địa phận xã Vĩnh Trung của thành phố Nha Trang. Ở hôm nay ngày cuối tuần quán cà phê rất là đông khách rồi đó. Đó, mấy anh này rất là đông khách luôn, và xe để dọc đây rất là nhiều luôn này. Thì bây giờ mời cô chú anh chị bạn cùng khám phá cái quán cà phê K7 Coffee Gamin nằm gần ngay chân cầu ông Bộ, mé bên này của địa phận xã Diên An. Nay cuối tuần cho nên là người dân đi uống cà phê rất đông vậy. K7 Coffee House. Bên trong đây là khu vực để xe nè, mà hết chỗ luôn rồi. Đông quá cho nên là bãi giữ xe không chứa nổi, phải đổ ở phía ngoài dọc vỉa hè đây. Ai mà thích uống thoáng mát, ngắm đường phố thì có thể ngồi ở phía ngoài của quán. Khu vực của trước quán có những cái ghế nè. Bây giờ mời quý vị các bạn vào bên trong của quán nha, khám phá bên trong nha. Ai thích ngồi chỗ này cũng mát nè mày. Ở chỗ này có cái bàn, có cái ghế cũng rất là mát nè. Quán này về đêm cũng nổi bật lắm. Đó. Có cái hồ nước bốc hơi lên rất là đẹp. Dọc đây là phía ngoài. Bây giờ mời quý vị các bạn vào bên trong quán nha. Bên trong quán rất là mát luôn. Khu vực này là phòng máy lạnh. Đây, khu vực rồi máy lạnh rất là mát, đông. Đèn rất là dễ thương luôn. Khu vực vầy pha chế. Ngồi đây phòng máy lạnh mà bàn gỗ, ghế thì nệm. Có rồi. Còn những ai mà không thích uống phòng máy lạnh thì có thể thích ngồi ở ngoài trời cho mát thì có thể ra khu vực phía ngoài đây. Quán này rất là rộng quý vị. Đây khu vực quầy pha chế. Đây là cái bãi giữ xe nè. Mấy cái hồ nước rất là đẹp. Cảm giác rất là mát. Có khu vui chơi của trẻ em nữa. Đây. Cá coi không ạ?
chơi trẻ em thì hơi nhỏ. Cuối tuần rất là đông người luôn, đông kinh khủng. Quán này bên ngoài thì thấy nó nhỏ nhưng mà vào trong rất là rộng, và nó giống như quán sông vườn các bạn. Ở phía dưới thì nó có hồ nước, một hồ nước rất là rộng, rồi nó làm những cái mái chòi ngồi uống. Tại khu vực quầy pha chế thiết kế trang trí rất là bắt mắt. Mời quý vị đi dạo một vòng tham quan nha. Khung xương ở dưới hồ lên. Đó, ngồi mấy cái chòi này rất là mát luôn mọi người. Xung quanh cái hồ này cũng nuôi cá rất là nhiều luôn ạ. Chính giữa thì có những cái lưu, làm những cái lưu và làm những cái vòi sen nước. Đơn giản, nhẹ nhàng cũng rất là đẹp. Và xung quanh cái hồ là những cái chòi để những bộ bàn ghế ngồi uống. Cảm giác nó mát hơn bởi vì có cái hồ nước chính giữa này rồi. Thì cái quán này thì nó về đêm á, nó lên đèn led cũng rất là nổi bật, nhìn rất là đẹp, lên hình đẹp lắm. Xung quanh đây là những cái bãi đất trống của xung quanh của cái quán, thì những bãi đất trống nên đó cũng rất là thoáng. Đây có cái con đường đi, hành lang đi rất là đẹp. Ở dưới là hồ nước hết rồi. Như có đạp vịt rồi nữa. Rồi, cuối tuần nó đông. Ở chỗ đây là có một cái làm một cái khu vực ở ngay đoạn ngoài ở dưới cái sông luôn á. Ngồi chỗ này là mát mẻ luôn á. Quá ngồi ở trước á anh, cái trò chỗ kia kìa, đằng trước á. Chung cũng rất là mát luôn rồi. Cuối tuần người dân cùng các gia đình đi, cả gia đình luôn rồi, rất là đông. Hình như lúc trước khu vực này là bán quán nhậu rồi, sau đó mới cải tạo lại thành quán cà phê. Ở dưới chỗ này mát quá ha. Chỗ này có khu vui chơi trẻ em nữa nè, có cái ghế võng, có cái hồ đồng bộ nước xả xuống rất đẹp, và xung quanh đây là khung xương nữa. Thank you.
ngồi chỗ này mát nè. Đó, đi đây cả với gia đình luôn. Ừ, chụp hình dùm cả gia đình luôn rồi. Rất là đông. Chỗ này cũng có một cái nhà banh cho trẻ em nữa nè. Dẫn con tới cho nó chơi xong rồi mình uống cà phê. Ủa, chỗ này có mấy cái võng ngồi đẹp. Để chú công đi coi. Rồi trèo lên. Trèo lên. Trèo lên chơi. Ngồi lên. Ngồi con voi á. Rồi đẩy á. Yo, chân mặt không? Yo, đẹp không? Chơi ơi, kêu mấy anh chị tới. Ở chỗ này có mấy cái ghế này ngồi nữa rồi. Khá là mát mẻ. Chính giữa là cái hồ và chạy dọc xung quanh đây là những cái mương nước ngồi ở trên. Ở chỗ này cũng có một cái hòn non bộ nè. Xung quanh là hồ, dưới là hồ nước, cảm giác nó mát. Ở phía ngoài này là những cái cánh đồng ruộng nữa, cho nên là xung quanh cái quán cà phê này là nó không có bị bao bọc bởi cái gì hết á, rất là thoáng luôn rồi. Ngoài này là ruộng không à? Cái ruộng vừa mới cắt xong bây giờ đốt rồi. Chính giữa là hồ nước, xung quanh là đắp tấu không ạ. Quán này rất là thoáng luôn á. Buổi tối thì nó lên đèn led rất là đẹp. Này mấy cái dây đèn led quấn này nè, vô mấy cái cây dừa này rồi. Tối bật lên là dọc đoạn đây là sáng rực đó luôn, đẹp lắm. Đó. Đây có anh nhân viên chú luôn anh. Chú này chú đi đi cái thuyền chèo thuyền dọc cái hồ để mà chú vớt rác này rồi. Vớt rác cho nó sạch sẽ. Mấy trò ở phía trên. Quán này nó mát được là nhờ có cái hồ nước nữa. Thẳng vào đoạn này nữa, đoạn này hết rồi. Bây giờ lên cầu thang. Thank you.
chuyện không? Lâu lâu là từ khi ảnh hưởng dịch tới nay, nay người dân có thể đi uống cà phê trở lại một cách bình thường, rất là đông luôn. Ở dưới này có cái ghế đá nữa. Xoài sai trái cơ. Dối dối hái cô tiên. Rồi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú chị Hoàng đã xem video. Xin kính chào cô chú chị Hoàng.